cơ sở Mộc Hồng Dũng xin chào cô chú anh chị. Nay mình có làm một clip là mình một clip bàn tròn, mình sẽ xuất xưởng một cái bàn tròn một cốt mặt trời một thất. Mình chuẩn bị giao cho khách, nay mình có review lại cho cô chú xem. Đây là một bàn tròn, các bạn, đây là một bàn tròn. Còn đây là dây một thất nha, đây là một thất mặt liền. Còn đây là chân râu. Đây là cốt 30 nha. Đây là cốt 30. Đây là chân râu, đây là một tấc nha. Đây là một tấc. Bàn đây các bạn, tròn tắt chân 30, râu là một tắt 6. Còn đây là cơ sở mộc mình nha. Đây là cơ sở của mình đây. Đó. Mình đang đóng tủ nè. Chị bị cái đi quăng này nha các bạn. Đây là mình cơ sở mình cũng hơi nhỏ nha các bạn, cơ sở mình không lớn gì mấy. Đây mình cũng chuẩn bị lên cái bàn nữa nha các bạn, hỏi tiền cốt rồi. Đây các bạn thấy không, đây là cái gỗ mình cũng chuẩn bị làm giường hộp, gỗ đây dày lắm nhé các bạn. Đây các bạn thấy không, mình làm dán dụng nè, dán dụng mà mình ghép lại thành như nè, thấy không các bạn. Thấy không, này là dán nghiệp dụng nha các bạn, dán này là dán nhỏ nè, nhỏ mình ghép lại thành một miếng, thấy không các bạn.
đây là cái trường hợp mình chưa có hoàn thành liên quan, đây là trường hợp mình chưa hoàn thành, đây là cái một bức tranh, các bạn, đây là bức tranh thấy không, đó, bức tranh mình là chưa có hoàn thành liên quan. Mình cũng cảm ơn cô chú anh chị, anh em. Nay mình cũng đang lâu đó, chúc các bạn và cô chú anh chị được một ngày đẹp, tốt lành, vui vẻ, an khang thịnh vượng.